Chào anh em. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với cái việc mà đóng lan gửi cho anh em. Mọi người tin tưởng, mua, ủng hộ, mình rất là vui. Tuy nhiên là sau cái khâu mà thỏa thuận giao dịch rồi, thì đến lúc mà cái công đoạn đóng hàng mệt mỏi lắm. Tại toàn bộ phiên số 30 là mình đóng gần xong rồi nha các bạn. Còn chỉ còn một vài món nữa thôi là kết thúc. Cái này cũng đã bán hết trong ngày hôm qua rồi nha mọi người. Bây giờ mình có một vài cái hình ảnh gửi về các bạn. Vừa rồi thì các bạn có dặn mình, một số bạn có hỏi mình là cái hàng Trúc Phật Bà rừng nha bạn, rừng Con Tum. Nói chung bây giờ nó cũng hiếm quá. Thỉnh thoảng trước đây thì còn gặp, sau này đi miết cũng chả có nữa. Còn ở ngoài phố thì người ta bán cái hàng Trúc Phật Bà Lào nó cũng nhiều. Nhưng mà mình cái hàng Trúc Phật Bà Lào mình không có mua. Nói chung dù sao tâm lý mình sống ở Tây Nguyên, ở Con Tum vẫn thích cái hàng rừng của Con Tum thôi. Trước mặt các bạn đây là hai cái giò Trúc Phật Bà hàng Con Tum nha. Đây là Trúc Phật Bà Con Tum đó các bạn. Đây. Thường nếu mà các bạn có kinh nghiệm, bạn nhìn giữa hàng Con Tum và hàng Lào là khác nhau liền. Khác nhau về cái màu thân này, và là cái kiểu đốt. Cái hàng Trúc Phật Bà của thằng Con Tum nó mọc chủ yếu ở cái vùng huyện Tumarong. Huyện Tumarong có. Cái đốt của nó thường là nó mập và nó ngắn. Các cái đốt này nó ngắn các bạn. Và rất là mập. Như cây như thế này vẫn chưa phải là mập đâu nha. Nhưng mà cái đốt nó ngắn. Và chứ không có ốm và dài như cái thằng Trúc Phật Bà Lào. Và Trúc Phật Bà Lào thì cái thân của nó cũng vàng. Vàng đậm. Đây là hai cái giò Trúc Phật Bà Con Tum mà hàng đã thuần. Cái mùa này thì nó đang xuông lá để chuẩn bị ra bông. Thằng Trúc Phật Bà thì ra bông vào mùa xuân. Đây các bạn thấy cái mắt ngủ này. Đây, có thấy cái mắt hoa này. Đây là cái mắt hoa. Đấy, như bên đây. Đấy, mắt hoa. Nó đang sưng mắt này, chuẩn bị ra bông. Ra bông vào mùa xuân. Cái hàng này cũng sẽ gói bằng cách là chằng chặt cái băng keo vào các cái giỏ nhựa này để cho cái giá thể nó không bị tụt ra. Đồng thời là cũng bó cuốn trong cái hộp bìa cắt tông cứng. Và không cho cái chậu này xê dịch. Thì đảm bảo là khi đến tay các bạn thì nó vẫn không bị dập gãy. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ mình, hàng Trúc Phật Bà thuần nha. Trúc Phật Bà mùa này thì về chỉ việc là tưới nước và chờ ra hoa thôi.